Chào các em. Ngày hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em một bài tập thư giãn khác. Đấy là thư giãn về một bãi biển tưởng tượng. Hy vọng là tất cả mọi người đều cảm thấy rất là thoải mái trước cái khung cảnh bao la rộng lớn của biển cả. Và có thể là hình dung lại về cái khung cảnh một mình đứng trước biển sẽ giúp cho các em cảm thấy là thư giãn. Đấy. Bây giờ thì thầy muốn là các em sẽ cùng ngồi thật là thoải mái. Hãy để cằm ở một cái tư thế thư giãn, có thể là hơi cúi xuống này, trước ngực để cho cổ và vai của chúng ta được thư giãn. Đừng có ngồi khoanh tay hay là bắt chéo chân, mà hãy để cơ thể nó mở ra, hai tay có thể đặt lên trên đùi. Đấy, hai chân có thể để thoải mái ở trên ghế. Chúng ta có thể nhắm mắt hoặc là chỉ nhìn vào một cái điểm trước mặt thôi nhất, để cho chúng ta khỏi bị sao lãng bởi những cái yếu tố khác. Nào, hãy tập trung hít vào thật sâu qua mũi nào. Nín thở vài giây. Rồi từ từ thở ra qua miệng. Khi mà thở ra thì chúng ta nhẩm ở trong đầu nói là bình an. Hoặc là có thể bất cứ một cái từ nào đấy mà các em muốn nói với mình và làm cho các em cảm thấy là bình an và thật là vui, thật là cảm thấy là an tâm nhé. Nào, hãy làm lại đi. Hãy hít vào một hơi thật sâu qua đường mũi này. Rồi nín thở một chút. Nhẹ nhàng thở ra và nói bình an. Ngưng thở một chút, rồi lại hít vào, nín thở, thở ra, nói bình an, và lại ngưng thở. Rồi. Bây giờ em hãy chú ý toàn bộ vào cơ thể của mình, hãy tưởng tượng mắt mình như giống như là một máy quét. Cơ thể scan từ trên đầu, scan xuống và xem là cơ thể của mình phần nào nó đang căng cứng, phần nào nó đang có cái sự khác biệt. Đấy. Thì nếu có một cái phần nào đang căng cứng thì hãy tập trung sự chú ý vào nó và giãn mềm tất cả các cái cơ ở vùng đó ra. Nào, hãy cảm nhận toàn bộ cơ thể của em đang thực sự giãn mềm. Tất cả các cơ trên cơ thể đang giãn ra, lỏng ra, mềm ra và chùng xuống. Có một số bạn có thể thấy cái cơ thể của mình dường như là ấm lên, nhẹ và giống như đang bay lên, trôi ở trên một đám mây bông xốp vậy. Thì em hãy tưởng tượng cái cơ thể của mình ấm lên, nóng lên, cơ thể của mình nhẹ và trôi lơ lửng trên một đám mây. Một số bạn khác có thể cảm thấy cơ thể của mình giống như là nặng hơn và chìm xuống. Thì em hãy chú ý đến cảm giác đó. Hãy cảm thấy là mình dường như là đang chìm vào trong một đám mây bông vậy. Hãy tiếp tục duy trì hơi thở nhẹ, đều, êm, sâu. Và chú ý đến các cơ vẫn đang giãn mềm. Hãy dành một vài phút để cảm nhận sự thư giãn và thoải mái. Khi đã ở một cái trạng thái thật thư giãn và thoải mái, có thể hãy tập trung và chú ý đến lời tôi nói để tưởng tượng ra khung cảnh sau. Em hãy tưởng tượng em đang ở gần một bãi biển thật là xinh đẹp. Hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng ấm áp. Có một cầu thang 20 bậc dẫn xuống bãi biển và em đang đứng ở đầu cầu thang. Trước hết,
Hãy cảm nhận sự thoải mái khi đứng nhìn lên một bãi biển trong một ngày đẹp trời như thế này. Hãy cảm nhận gió đang mơn man quanh cơ thể. Chúng tạo nên những cảm giác sảng khoái, mơn man trên làn da của em. Hãy cảm nhận mùi của biển, những hương vị mặn mòi. Hãy lắng tai nghe những tiếng chú chim đang bay trên không. Hãy để mắt tới ánh mặt trời đang phản chiếu, lấp lánh ở trên mặt nước. Hãy tưởng tượng bản thân của mình hoàn toàn đang ở trước biển, cảm nhận không khí nơi đây và không khí đang làm cho toàn bộ các cơ trên cơ thể của em như giãn mềm ra. Bây giờ hãy tưởng tượng em đang từng bước bước xuống bậc thang để xuống bãi biển. Khi bước xuống từng bậc, em cảm thấy mình bình tĩnh và thư giãn hơn. Bước xuống bậc 19, hãy tự nhủ mình bình an và thư giãn. Bình an và thư giãn. Không có gì phải lo lắng, không có gì phải bận tâm. Tiếp tục bước xuống bậc thứ 18, tiếp tục tự nhủ cảm giác thư giãn ở đây. Em bình an và thư giãn, không có việc gì phải lo lắng, không có việc gì phải bận tâm. Thứ duy nhất em nghĩ đến lúc này là cảm giác bình an và thư giãn trong toàn bộ cơ thể. Tiếp tục bước xuống bậc 17, 16, 15. Bình an và thư giãn. Bình an và thư giãn. Tiếp tục bước xuống bước 14, 13. Bình an và thư giãn hơn. Bình an và thư giãn hơn. Bước xuống bước thứ 11 và bước xuống bước số 10. Em đang ở giữa cầu thang rồi. Không có điều gì khiến em phải lo lắng cả. Không có bất cứ điều gì khiến em phải bận tâm. Phóng tầm mắt ra, nhìn phía trước biển. Hãy cảm nhận biển đang thật gần. Những cơn gió vẫn mơ man trên làn da. Mùi không khí mặn mòi của biển càng trở nên nồng đậm hơn. Cơ thể ấm và thư giãn. Hãy bước xuống bước số 9, bước số 8, bước số 7, cảm nhận bình an và thư giãn. Bình an và thư giãn. Bước số 6, số 5, số 4, cảm nhận bình an và thư giãn ngày càng tăng. Em đang ở những bước cuối cùng của cầu thang và em sẽ sớm bước bước chân lên trên cát. Em có cảm thấy được sự bình an và thư giãn ở trong em trong một khoảng thời gian khá dài. Và những cảm nhận bình an, thư giãn đó vẫn đang tăng lên. Bây giờ, trong cơ thể em chỉ toàn có cảm giác tích cực. Em hãy chỉ chú ý và tập trung vào những cảm giác tích cực này. Bước tiếp bước số 3. Bước thứ 2, bước thứ nhất, và bây giờ em đã đứng trên cát. Em đã xuống hết thang và cảm nhận thấy những cảm xúc tích cực đang lan tỏa trong từng bộ phận cơ thể. Chẳng điều gì khiến em phải bận tâm và lo lắng cả. Em cảm nhận được những cảm xúc tích cực này. Em sẽ đi đến một nơi trong tưởng tượng, nơi mà em luôn cảm thấy thoải mái. Đó là nơi em cảm thấy yên tĩnh, an toàn và phù hợp.
em cũng có thể ghi dấu ấn lại khung cảnh biển này vào không gian an toàn trong trí tưởng tượng để cảm thấy thoải mái và thư giãn. Điều quan trọng nhất, bây giờ em chỉ cảm thấy sự bình an, thư giãn. Hãy ngắm chìm trong không gian này khoảng một phút. Hãy chú ý tới những cảm nhận nào giúp cho em thư giãn tốt hơn. Bây giờ, với một cảm xúc ngập tràn sự thoải mái và thư giãn, em sẽ nhìn lên phía trên cầu thang và chuẩn bị đi lên. Những cảm giác thư giãn và tích cực sẽ được em cùng mang theo lên trên đỉnh thang. Khi đi lên, em luôn luôn ý thức và cảm nhận rõ ràng về những cảm giác hạnh phúc và bình an này. Nào, trước khi đi lên, em có thể vươn vai để thu lại tất cả những cảm giác thoải mái vào trong mình. Bước lên bậc 1, bậc 2, bậc 3, em vẫn cảm nhận được đầy đủ những cảm giác thư giãn và tích cực. Tiếp tục lên bậc 5, bậc 6, bậc 7, bậc 8, bậc 9. Hãy nhớ rằng em vẫn đang mang theo những cảm xúc tích cực, những cảm giác thư giãn và thoải mái. Tiếp tục bước lên bậc 10, 11, 12, 13. Em có thể vươn vai một cái để ôm trọn những cảm xúc tích cực vào trong lòng thêm một lần nữa. Hãy chú ý đến tất cả những cảm xúc đó. Hãy tiếp tục nó mang lên trên những bậc thang. Nào, bậc 14, 15, 16, 17. Em đã đến gần đầu cầu thang. Em cảm thấy mình thật là nhiều năng lượng, thật là tích cực và thật là vui vẻ, bình an, hạnh phúc. Hãy lên bậc 18, 19, 20. Em đã lên hết các bậc thang và bây giờ em có thể mở mắt ra, trở lại với căn phòng này và em hãy cảm nhận tất cả những cảm xúc tích cực. Những cảm giác thư giãn vẫn còn hiện diện với em ở đây, lúc này. Em có cảm nhận được cái điều như vậy hay không? Chúng ta sẽ cần phải thực hành nó một vài lần để cho khi nào mà em cảm thấy buồn bã hoặc là tiêu cực, em có thể áp dụng những cái kỹ thuật này. Và khi đi xuống cầu thang và trở lại, em sẽ mang theo được những cái cảm xúc tích cực với mình trở lại căn phòng để tiếp tục làm việc được tốt hơn. Chúc là các em có thể áp dụng được hiệu quả cái kỹ thuật này và các em sẽ luôn luôn có nhiều năng lượng, luôn luôn vui vẻ và bình an với những cái sự việc trong cuộc sống. Chào các em.